Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Văn hóa và Đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Trong mục Muôn mặt đời sống sẽ đề cập tới nỗi ám ảnh mang tên nhà vệ sinh trường học. Mục Nét đẹp Xứ Nhãn mời quý vị cùng gặp gỡ người nghệ nhân nặng lòng với nghệ thuật hát chống quân. Thưa quý vị, hiện nay thì nhiều trường học đã được đầu tư cơ sở vật chất khá khang trang hiện đại. Tuy nhiên có một vấn đề mà mặc dù đã được nhắc đi nhắc lại nhiều lần nhưng vẫn chưa có sự thay đổi, đó chính là nhà vệ sinh trường học. Mất vệ sinh, nặng mùi, thiết bị vệ sinh cáu bẩn, hư hỏng, thậm chí là không có đèn chiếu sáng đã khiến cho nhà vệ sinh trường học thực sự trở thành nỗi ám ảnh của nhiều thế hệ học sinh. Đây là nhà vệ sinh trường học của trường tiểu học Vân Du, huyện Ân Thi. Trên 700 học sinh, thế nhưng cả trường cũng chỉ có một nhà vệ sinh vỏn vẹn 20m² như thế này. Còn đây là bên trong khu vệ sinh, nền ngập nước, khu vệ sinh ố vàng và kèm theo là mùi hôi nồng nặc xông lên, khiến cho bất cứ ai bước vào đây cũng đều thấy rùng mình. Tại trường trung học cơ sở Vân Du, tình trạng có vẻ khá hơn một chút, tuy nhiên thì ý thức của học sinh lại là điều đáng bàn. Thay vì đi vệ sinh trên bệ, các em lại đi một cách tự do. Bẩn, hôi và tối chính là thực trạng đang tồn tại ở một số trường học trên địa bàn huyện Tiên Lữ như tiểu học Trung Dũng, tiểu học Minh Phượng. Còn đây là nhà vệ sinh của trường cao đẳng nghề Tô Hiệu cơ sở 2 trên địa bàn thành phố Hưng Yên. Với những hình ảnh ấn tượng như thế này, liệu chúng ta có thể dũng cảm bước vào để giải quyết nhu cầu tất yếu của mình hay không? Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên, toàn tỉnh có 426 trường chuẩn quốc gia với tỷ lệ có nhà vệ sinh đạt 100%. Theo tiêu chuẩn thiết kế trường học năm 2011, cứ khoảng 200 học sinh phải có một nhà vệ sinh. Thế nhưng trên thực tế lại có những trường gần 1.000 học sinh phải sử dụng chung một nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh ở đây bẩn ạ, mùi nó kinh ạ. Nhà vệ sinh mình thì rất là bẩn. Hơi tối và hơi cũ, rồi nó tóc, không xả được nước. Khá là bẩn, với cả bồn rửa tay lo, không được đảm bảo, tức là lúc thì hết nước, lúc thì tắc, lúc thì còn chả vặn được. Mỗi lần cháu đi vệ sinh, cháu cứ phải mũi. Cháu phải đợi về nhà, cháu mới dám đi ạ. Cháu rất sợ mỗi khi đi vệ sinh ạ. Cháu sợ nhà vệ sinh là ám ảnh, cháu không đi được ạ. Cảm thấy sợ và mỗi lần thì cháu cũng không dám đi vệ sinh. Bình thường em toàn nhịn ở nhà mới đi thôi. Em rất ít khi đi vệ sinh ở trường, thì thỉnh thoảng em mà mắc quá thì em mới đi thôi ạ. Thì cháu không đi vệ sinh, cháu không về nhà. Bắt đầu từ năm đại học thì em chưa phải nhận vệ sinh lần nào luôn. Sợ hãi, hạn chế tới mức tối đa, thậm chí là nhịn đại tiểu tiện luôn trong suốt thời gian ở trường. Đây là tâm lý, là tình trạng chung của nhiều học sinh tại các trường học còn chưa có nhà vệ sinh đạt tiêu chuẩn. Tuy nhiên, việc nhịn đi vệ sinh, nhất là nhịn tiểu kéo dài, lại chính là nguyên nhân có thể dẫn tới nhiều căn bệnh nguy hiểm, đặc biệt là các căn bệnh có liên quan đến thận và đường tiết niệu. Cái hiện tượng mà nhịn tiểu bình thường, thỉnh thoảng nhịn thì không sao, nhưng mà nhịn thường xuyên thì nó gây ra một cái hậu quả rất là nghiêm trọng. Thì khi nhịn tiểu thì có hai cái nguy cơ có thể xảy ra. Một là cái ứ đọng tiểu, hai là hiện tượng căng giãn bàng quang quá mức. Những trẻ em gái thì ở trường học hay là do một cái nguyên nhân nào đó, thí dụ người ta cái cháu là không muốn đi tiểu hay cố gắng nhịn tiểu do mải học này, do ngại, do xấu hổ hay là do nhà vệ sinh bận quá, cháu cháu nhịn. Thế mà cái đấy mà nhịn nhiều lần thì nó sẽ gây ra một cái hệ lụy rất là nguy hiểm. Nhất là viêm bàng quang, viêm đường tiết niệu. Và từ viêm đường tiết niệu đấy, nếu mà nặng hơn nó có thể nó lan ra, nó gây viêm đường sinh dục trẻ em, viêm tử cung hồn phụ, ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản sau này. Nhịn tiểu kéo dài có thể gây giãn bàng quang, sỏi thận, suy thận. Đối với trẻ em gái còn có thể là nguyên nhân gây vô sinh, hệ lụy nguy hiểm. Nhưng cho tới nay, nhà vệ sinh tại nhiều trường học vẫn là nơi ám ảnh với các em. Có vô số lý do được đưa ra để lý giải vì sao nhà vệ sinh trường học vẫn còn bẩn. Đó có thể là do cơ sở vật chất xuống cấp, là quy mô khu vệ sinh còn quá nhỏ so với số lượng học sinh, hoặc đôi khi còn có cả sự thờ ơ, thiếu quan tâm tới vấn đề này. Tổng số học sinh trường tôi bây giờ là 715 em.
Nhưng mà cái dung lượng của hai cái nhà vệ sinh này thì nó không nổi đến khoảng 20-30 mét vuông. Nhưng mà ví dụ cái dung lượng của chúng tôi là học sinh nó ra nó đi vệ sinh quá đông thì chỉ cần sau một tiết học thôi thì nó cũng có mùi hôi. Cái khối lượng này nó đông cho nên là nó đi vệ sinh này mà nó nhỏ cho nên là và là nó đi nó không có ý thức. Hai nữa là nó đi tôi thấy nó đi cả ra đây. Ở bên trường mình ấy, thì có người dọn vệ sinh. Khi đi xong kiểu như nhiều lúc vòi nó tắc xong không xả được nước lên cũng phải chịu thôi. Để nhà vệ sinh trường học không còn là nỗi ám ảnh, cần hai yếu tố: nhà vệ sinh đủ tiêu chuẩn và quan trọng hơn là ý thức giữ gìn vệ sinh của mỗi học sinh. Đây thực sự là vấn đề khó, không thể giải quyết ngay lập tức mà cần có sự chung tay của các cấp, các ngành liên quan, nhà trường và cả học sinh. Dù có kinh phí hay không có kinh phí, tôi luôn sẵn sàng truyền dạy hát chống quân cho các lớp tập huấn của huyện và tỉnh. Đó là những lời tâm sự của nghệ nhân dân gian Nguyễn Thị Xuyên, xã Dạ Trạch, huyện Khoái Châu. Bà là nghệ nhân trẻ nhất trong số các nghệ nhân chống quân của xã Dạ Trạch. Khi lớp người cũ ngày một già và yếu đi, nghệ nhân dân gian Nguyễn Thị Xuyên đau đáu làm thế nào để gìn giữ được nghệ thuật hát chống quân của cha ông? Làm thế nào để các thế hệ sau biết, yêu thích và trân trọng môn nghệ thuật này? Năm nay, nghệ nhân dân gian Nguyễn Thị Xuyên bước sang tuổi 70. Những lúc rảnh rỗi, bà lại miệt mài soạn lời những bài hát chống quân. Quê tôi có Triệu Việt Vương là bài chống quân mới nhất bà vừa soạn. Tại sao mà gọi là cỏ biết cắn, rắn hay đầu? Là ngày xưa ở đây là một vùng lau sạch. Cái cây lau ấy là nó lá nó sắc, bọn lính Pháp mặc quần sóc nó đi vào, nó lội vào thì bị coi cái lá ấy, nó cọ, nó cứa, cho nên là gọi là cỏ biết cắn. Thế còn tại sao là gọi rắn hai đầu? Là vì có con đỉa thì đau nào nó bám được vào thịt mình. Thế cho nên là bọn Pháp nó rất sợ. Khi về làm dâu đất Dạ Trạch, bà Xuyên được nghe hát chống quân sau những lần đi cấy sang trăng. Tiếng hát chống quân từ đó đã ngấm vào máu thịt bà bởi cái chất chữ tình sâu lắng, đầy tính nhân văn trong từng câu hát. Con gái thì thách là ví dụ gan ruồi mỡ muỗi. Thế thì thực tế chẳng nữa lấy gan ruồi mỡ muỗi đâu. Nhưng người con trai thì người ta cũng ghê lắm. Người ta không chịu thua, người ta bảo nhà anh ấy nghèo lắm. Nhưng mà có nghĩa là nghèo thì anh bán núi bán sông lấy tiền mà cưới chứ không bỏ. Đấy, cho nên là ngày xưa các cụ là những cái câu nó rất là hóc hiểm và dí dỏm lại như thế. Mong muốn giữ gìn nghệ thuật hát chống quân, bà Xuyên tham gia giảng dạy cho nhiều lớp bồi dưỡng hát chống quân. Đó là những tiết học âm nhạc địa phương của trường tiểu học và trung học cơ sở xã Dạ Trạch, là lớp dạy hát chống quân do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên, Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Khoái Châu tổ chức. Cháu rất tự hào khi địa phương mình có một người hát chống quân hay như vậy. Khi nghe bà hát, cháu cảm thấy như được truyền cảm hứng ấy ạ. Nghệ nhân có một cái phong cách truyền dạy rất là hiệu quả. Và đặc biệt là mặc dù những người mà chưa được làm quen với chống quân, hát chống quân từ trước đến nay như chúng tôi, thế nhưng mà sau khi được nghệ nhân truyền dạy thì chúng tôi rất là có cảm hứng. Không những lòng đam mê mà lại có trách nhiệm là gìn giữ và bảo tồn. Cho nên là sẽ đi truyền dạy. Dù rằng kinh phí có hay không chăng nữa, chúng tôi không đặt vấn đề. Bà Xuyên hiện là phó chủ nhiệm câu lạc bộ chống quân xã Dạ Trạch, thuộc thế hệ đầu tiên của câu lạc bộ. Đam mê và cống hiến hết mình cho nghệ thuật hát chống quân, bà và những thành viên trong câu lạc bộ đã làm sống dậy nghệ thuật hát chống quân tưởng chừng đã mai một. Câu lạc bộ chống quân được phát triển như ngày hôm nay, nghệ nhân Nguyễn Thị Xuyên đóng góp rất nhiều từ việc giữ cũng như là bảo tồn phát huy cái truyền thống hát chống quân của Dạ Trạch. Vai trò của nghệ nhân trong hát chống quân là đặc biệt quan trọng, như là một cái kho di sản văn hóa sống. Lưu giữ cái làn điệu dân ca của cả cha ông truyền lại để mà tiếp nhận trao truyền cho các thế hệ trẻ. Khoái Châu hiện là địa phương có nhiều nghệ nhân dân gian hát chống quân nhất trên địa bàn tỉnh. Việc gìn giữ và phát huy nghệ thuật này có sự đóng góp lớn của những người như nghệ nhân dân gian Nguyễn Thị Xuyên. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Văn hóa và Đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên tuần này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.